He he, cây kiếm này là của tao. Cười đéo gì, tao mới là chủ nhân cây kiếm này. Ở đây nguy hiểm vãi. Núp một lát xem có ai không đã. Ok, an toàn rồi. Má cứng quá, rút hoài không lên. Khoan, đừng bắn. Nhường cho mày luôn đó. A, cố lên. Phù, mệt quá. Cứng vãi. Cây kiếm này thật kỳ lạ, sao rút bài không được. Ngồi nghỉ mệt cái đã. Thật kỳ lạ. Ngủ một giấc cái đã, mai tính tiếp.